Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Kính thưa quý vị khán giả, trong mấy ngày qua, dư luận xã hội dậy sóng với bộ phim Đất rừng phương Nam phiên bản 2023. Trước kia chỉ có nhà phê bình văn học, nhà phê bình điện ảnh mới tham gia lĩnh vực này. Nhưng thời đại công nghệ 4.0 đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi người dân chúng ta đều có thể trở thành nhà phê bình điện ảnh hay văn học. Việc này là cần thiết. Bởi trong một xã hội dân chủ, chúng ta hoàn toàn có quyền bày tỏ ý kiến về các hiện tượng diễn ra trong xã hội. Các báo chính thống cũng đăng hàng loạt bài viết về bộ phim Đất rừng phương Nam phiên bản 2023 với các tiêu đề rất sát với thực tế dư luận như là phim Đất rừng phương Nam có xuyên tạc lịch sử hay không. Nhưng đọc tất cả các bài báo, chẳng thấy bài báo nào kết luận là có hay không. Họ cũng không ca ngợi hay bác bỏ bộ phim. Tóm lại, họ để cho người đọc muốn hiểu sao thì hiểu. Cũng có báo giật tiêu đề Đất rừng phương Nam phiên bản 2023, bản anh hùng ca của dân tộc. Thưa quý vị, nhưng sau khi xem xét và tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin, VTV nhận thấy đây là bản anh hùng ca của Thiên Địa Hội thì đúng hơn. Và điều này có đúng hay không? VTV cùng với quý vị sẽ tìm hiểu những chi tiết của bộ phim này dưới góc nhìn của một người dân, xem thông điệp của bộ phim này là gì. Tại sao những người quan tâm tới chính trị lịch sử lại cho rằng có những chi tiết xuyên tạc lịch sử? Thưa quý vị, chúng ta có thể khẳng định dư luận xã hội có tác động quyết định tới việc Cục Điện ảnh phải thẩm duyệt lại nội dung bộ phim. Bởi vì trước đó phim đã được Cục Điện ảnh phê duyệt với những đánh giá vô cùng tích cực. VTV chỉ xin trích những đoạn gây tranh cãi liên quan tới yếu tố lịch sử, cụ thể như sau. Bộ phim không đề cao ca ngợi một hội nhóm nào, chỉ ca ngợi lòng yêu nước chống ngoại xâm của người dân Nam Bộ, bao gồm cả người Việt, người Hoa, người Khmer. Phim có lời thoại và hoạt động của Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội, là tập hợp nhóm của người dân lao động không liên quan đến Nghĩa Hòa Đoàn hay Thiên Địa Hội của Trung Quốc. Những người dân lúc đó đã mượn tên gọi để hoạt động ở Việt Nam. Ở đây có hai điểm mâu thuẫn, thưa quý vị. Thứ nhất, nếu thật hội nhóm yêu nước này không liên quan gì đến Nghĩa Hòa Đoàn hay Thiên Địa Hội của Trung Quốc là phản ánh đúng bối cảnh lịch sử, thì không việc gì Cục Điện ảnh phải thẩm định lại. Thứ hai, nói không đề cao hội nhóm nào, chỉ đề cao tinh thần yêu nước của người dân cũng là vô lý. Bởi vì trong phim, tinh thần yêu nước của người dân được thông qua Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội. Vì vậy không thể nói như Cục Điện ảnh là nhóm người yêu nước không liên quan đến hội nhóm của Trung Quốc. Chúng ta lấy một ví dụ, những người đứng trong mặt trận Việt Minh chống Pháp thì ai cũng hiểu do Việt Minh lãnh đạo, chứ không ai nghĩ người dân tự phát. Những kẻ chống cộng người Việt hiện nay ở Hoa Kỳ, họ vẫn đứng dưới danh nghĩa là của Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù Việt Nam Cộng Hòa đã tắt thở từ lâu. Chúng ta hãy đến với lời giải thích của đạo diễn bộ phim Đất Phương Nam, Nguyễn Quang Dũng. Ông này nói nguyên văn như sau. Trong phim này, các bạn sẽ thấy có những yếu tố người Hoa, bởi thật ra miền Tây là nơi du nhập rất nhiều người, có cộng đồng người Hoa, người Kinh, người Khmer. Miền Tây chào đón tất cả mọi người. Thưa quý vị, là đạo diễn Dũng cũng cho rằng phim không phải là sách giáo khoa, không mang nhiệm vụ là tư liệu. Đoàn phim đã làm hết sức những gì có thể. Ở đây chúng ta có thể thấy đạo diễn của phim cũng xác định có 3 nhóm người, người Hoa, người Kinh và người Khmer, làm ăn sinh sống và chống Pháp. Vậy tại sao họ không hư cấu là người Kinh hoặc người Khmer mà lại hư cấu một tổ chức của Trung Quốc là Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội? Việc mượn tên của một tổ chức không phải của Việt Nam liệu có mang lại ý nghĩa bộ phim đó là phản ánh, là khơi dậy tinh thần chống ngoại xâm của người Việt Nam hay không? Thưa quý vị, điều này chắc chắn là không. Và chúng ta hãy đến với một vài ý kiến của các nhà phê bình điện ảnh, phê bình văn học. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận định như sau. Đây là một bộ phim có tầm vóc và khơi gợi được nhiều cảm xúc với dân tộc. Về chất hào sảng của người phương Nam với một tác phẩm điện ảnh như thế này, tôi tin sẽ ăn khách và mang lại nhiều cảm hứng để nâng tầm điện ảnh Việt. Nhà bình luận điện ảnh này ca ngợi hết lời về khía cạnh kinh doanh của bộ phim, không hề đả động tới yếu tố lịch sử. Thưa quý vị, tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận xét như sau. Bộ phim lấy Thiên Địa Hội làm chủ đạo thế này thì đã thoát ly xa khỏi nguyên tác,
Vậy cách tốt nhất để cho dư luận khỏi chỉ trích là đổi tên phim thành Thiên Địa Hội ở Nam Kỳ, vì bé An ở trong phim cũng không có đất diễn là mấy. Sau khi phân tích nhiều góc cạnh thì tiến sĩ Hà Thanh Vân kết luận là lấy tên phim là Thiên Địa Hội ở Nam Kỳ là tốt nhất, khỏi bị chê trách so sánh với nguyên tác Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi. Thưa quý vị, theo VTV thì ý kiến này có thể sát với thực tế và thông điệp của phim nhất. Nhà thơ, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt thì nhận định như sau. Đây là một bộ phim có rất nhiều cảnh quay đẹp và tạo được cảm xúc với phần đông khán giả Việt Nam ra rạp để xem một bộ phim giải trí. Ngoài ra, thông qua bộ phim này tôi còn nhìn thấy miền Tây sẽ là một điểm đến du lịch tiềm năng khi khán giả xem phim và mong muốn đến với những bối cảnh mà bộ phim đã quay. Đó là một thành công không dễ với phim điện ảnh Việt Nam. Việc ekip hư cấu những chi tiết lịch sử để tạo ra kịch tính cho câu chuyện là điều có thể hiểu được. Vấn đề là hư cấu có tạo ra đồng thuận với cảm xúc của khán giả có hiểu biết về lịch sử về vùng đất này hay không? Nhận xét này đặt ra câu hỏi để mọi người tự trả lời. Và câu trả lời chắc chắn là người có hiểu biết về lịch sử không thể đồng thuận với việc hư cấu như vậy. Nhà báo Cát Vũ thì nhận xét rằng nếu ekip phim muốn hư cấu thay đổi hẳn bối cảnh lịch sử gốc của nhà văn Đoàn Giỏi, nhất là mốc thời gian, thì nên ghi chú rõ ràng trước khi bắt đầu vào phim, bởi việc lấy tên Đất Rừng Phương Nam đã khiến nhiều người nhầm tưởng tác phẩm bám sát bản gốc của tiểu thuyết. Vì vậy họ sẽ đưa ra những thắc mắc về việc sai lệch thông tin lịch sử giai đoạn đó. Để tránh tranh cãi, tốt nhất là làm rõ với từng khán giả đến rạp chứ không chỉ thông tin chung chung trên truyền thông. Kính thưa quý vị, trên đây là tổng hợp một số ý kiến của Cục Điện ảnh, các nhà phê bình điện ảnh hàng đầu của Việt Nam, cùng ý kiến của ekip làm phim được đăng lên các tờ báo chính thống. Tất cả đều kết luận là không xuyên tạc lịch sử. Vậy tại sao Cục Điện ảnh phải thẩm định lại làm gì cho tốn thời gian? Thưa quý vị, theo VTV, việc ekip làm phim sẽ sửa lại tên hội Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội để thay bằng tên gọi khác, không liên quan đến hội nhóm của nước ngoài. Điều đó chứng tỏ ekip làm phim đã để tâm đến dư luận xã hội. Việc sửa tên chứng tỏ ekip làm phim ý thức rất cao trong việc họ biết đây là tên của hội nhóm Trung Quốc. Và VTV cũng tin tưởng chắc chắn họ cũng hiểu khi bộ phim trình chiếu, khán giả sẽ liên tưởng tới hai nhóm xuất phát từ Trung Quốc này. Vậy tại sao họ cố tình làm như vậy? Việc thay một cái tên khác không có thực cho Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội sẽ khiến cho bộ phim không lột tả được tinh thần yêu nước của người dân lúc bấy giờ. Và như chúng ta đã biết, giai đoạn này thực dân Pháp đang đô hộ nước ta, ra sức vơ vét bóc lột tài nguyên, đàn áp tất cả các phong trào yêu nước, khởi nghĩa của người Việt Nam đứng lên chống Pháp. Phiên bản gốc luôn đề cập và lột tả điều này. Đây là một thực tế diễn ra trong lịch sử. Hơn nữa về logic, chỉ có bị bóc lột, bị đàn áp một cách nặng nề thì người dân mới phải đứng dậy để khởi nghĩa. Và phim phiên bản mới đã không đi sâu vào vấn đề này mà đi sâu khai thác sự trù phú giàu có của vùng đất phương Nam. Cứ cho rằng đây là quyền của ekip làm phim, bởi theo họ giải thích đây là phim thương mại, ăn khách mới là yếu tố hàng đầu. Nhưng họ đã quên rằng trách nhiệm của bất kỳ người làm điện ảnh nào thì cũng cần phải đưa tinh thần yêu nước, tính tự tôn dân tộc, tinh thần đánh đuổi ngoại xâm của người Việt Nam vào tác phẩm điện ảnh của mình, trừ khi nội dung không phản ánh về vấn đề chống ngoại xâm. Thưa quý vị, tinh thần này phải là tinh thần của người Việt Nam. Nếu có mượn một tổ chức nào đó của nước ngoài thì tổ chức đó cũng phải có tinh thần đánh ngoại xâm. Điện ảnh rất có lợi thế trong việc này bởi vì hoàn toàn có thể hư cấu. Vậy chúng ta hãy thử xem tinh thần của hội Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội hoạt động như thế nào. Thứ nhất là hội Nghĩa Hòa Đoàn là một phong trào vì xã hội công bằng và hòa hợp. Khẩu hiệu của tổ chức này là Phù Thanh Diệt Dương, bằng một cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ tháng 11 năm 1899 và kết thúc vào tháng 9 năm 1901. Sau khi phong trào này bị dập tắt, những phần tử thuộc phong trào này đã bỏ trốn, xuôi buồm ra biển và cập vào các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Họ sinh sống, làm ăn, hòa nhập với người bản xứ, nhưng đối với người Việt Nam, họ vẫn là người gốc Hoa. Thứ hai là Thiên Địa Hội. Hội này sau đó thay đổi các tên khác như là Hội Tam Điểm, Hội Tam Hoàng, được thành lập thời Khang Hy đang thống trị Trung Quốc.
Mục đích của Thiên Địa Hội là phản thanh phục minh, nghĩa là hội này giải quyết các tư tưởng đối kháng trong nội bộ của Trung Quốc, chứ không phải là đánh ngoại xâm. Và tất nhiên, nhà Thanh truy quét và tiêu diệt những hội như vậy. Quý vị xem phim Tể tướng Lưu Gù, chúng ta thấy có một tập phim rất hài hước, chỉ cần viết thơ, làm văn, nhắc tới chữ Minh, lập tức đã bị ghép vào tội phản thanh phục minh. Hòa thân do nói một chữ Minh đã bị ăn một trận đòn đau đớn nhớ đời. Sau đó, nhiều thành phần của hội cũng đã bỏ chạy ra nước ngoài, lang bạt ở nhiều quốc gia phương Nam, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thiên Địa Hội khi tới Việt Nam có những hoạt động rõ ràng hơn nghĩa hòa đoàn. Đó là việc Thiên Địa Hội đã tham gia một cuộc nổi loạn chống lại thực dân Pháp và chính quyền phong kiến Bù Nhìn. Nguyên nhân chính là họ bị chính sách thuế quan quá hà khắc. Đến năm 1926, thủ lĩnh của Thiên Địa Hội là Phan Xích Long bị bắt. Từ đó, Thiên Địa Hội của Trung Quốc ở Nam Bộ đã rút vào hoạt động kín, tạo nên một giai đoạn mới, sự hình thành các hội kín ở Việt Nam. Và sau năm 1916 thì không có bất kỳ một cuộc nổi loạn nào của Thiên Địa Hội. Tàn dư của Thiên Địa Hội về bản chất chỉ là các nhóm xã hội đen hoạt động ngầm thông qua các hiệp hội. Và sau cách mạng tháng 8 thì hội kín này tiếp tục ăn sâu bám rễ vào mảnh đất Việt Nam, đặc biệt là khu vực Gia Định Sài Gòn. Chúng đã duy trì và hoạt động cho đến năm 1975. Và trong giai đoạn miền Nam sống trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đã có rất nhiều băng nhóm của người Hoa hoạt động theo hình thức xã hội đen. Nếu quý vị nào đã đọc cuốn sách Đằng Sau Một Số Phận, hẳn còn nhớ nhân vật Tín Mã Nam, nghĩa là con ngựa điên cầm đầu một băng cướp khét tiếng hoạt động kiểu xã hội đen, gây rất nhiều tội ác với người dân. Và lực lượng an ninh sau năm 1975 đã rất vất vả để bắt tên cầm đầu của cái hội kín này, hội kín người Hoa này. Và Mã Tuyên, một đại tư bản người Hoa năm 1963, đã chứa chấp anh em nhà Diệm Nhu. Và sau năm 1975 thì Mã Tuyên bị chính quyền cách mạng bắt và xử tù là 4 năm. Và thưa quý vị, qua đây chúng ta thấy một số điểm đáng chú ý. Thứ nhất, có thể khẳng định cả hai tổ chức của người Hoa này đều không đại diện cho sự đấu tranh chống ngoại xâm của người dân miền Nam. Thứ hai là hình thức hoạt động của các tổ chức này đều dưới hình thức xã hội đen, không quang minh chính đại. Tất cả mọi hoạt động đều chỉ nhằm mang lại lợi ích cho nhóm người Hoa giai đoạn đó. Mặt khác, biến tướng của Thiên Địa Hội sau này hoàn toàn không mang lợi ích gì cho phong trào chống Pháp. Ngược lại thì các tổ chức này đã đóng vai trò là nội gián tích cực cho các kế hoạch chống phá Việt Nam của Trung Quốc sau năm 1975. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có một chủ trương rất đúng đắn, đó là tống cổ một bộ phận người Hoa trên lãnh thổ Việt Nam trở lại Trung Quốc. Hẳn quý vị còn nhớ hồi đó Trung Quốc lấy lý do Việt Nam bài xích xua đuổi người Hoa. Chúng ta đặt giả sử một lượng lớn người Hoa từng nắm giữ huyết mạch kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại đến ngày nay, sinh con đẻ cháu đông đúc tiếp tục nắm huyết mạch kinh tế thì sẽ rất nguy hiểm cho an ninh của Việt Nam khi đất nước có biến. Và trên thực tế, lịch sử từ năm 1941 thì toàn bộ các cuộc khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp đều do Việt Minh tổ chức và lãnh đạo. Tác phẩm văn học Đất Rừng Phương Nam cũng thể hiện rõ điều đó. Hình ảnh bé An đi tìm cha là thông suốt toàn bộ bộ phim. Và xung quanh hình ảnh này nổi bật lên sự áp bức bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp đối với người dân Nam Bộ. Và hình ảnh những người dân dưới ngọn cờ của Việt Minh đứng lên đánh Pháp. Vậy vì sao ekip làm phim không đưa vào phim những nội dung này? Một sự thật không cần hư cấu, thể hiện được sự tàn ác của thực dân Pháp và thể hiện được tinh thần yêu nước đứng lên chống Pháp của người dân Nam Bộ, thể hiện được sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh đối với phong trào chống Pháp. Thưa quý vị, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khi trả lời báo chí cũng khẳng định đã tìm hiểu rất kỹ giai đoạn lịch sử đó. Vậy tại sao ekip làm phim lại đề cao vai trò của Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội? Khi biết Nghĩa Hòa Đoàn đã không còn tồn tại giai đoạn đó, còn Thiên Địa Hội phát triển dưới hình thức là các tổ chức ngầm. Phải chăng đạo diễn đã có chủ đích loại bỏ vai trò của Việt Minh trong lịch sử? Thưa quý vị, mặt khác, nhìn vào hình ảnh quảng bá cho bộ phim, khán giả am hiểu về lịch sử có quyền đặt câu hỏi: đây là trang phục của đồng bào miền Nam hay trang phục của người Trung Quốc? Sự cài cắm các hình ảnh mang tính biểu tượng để quảng bá hình ảnh cho Trung Quốc, đặc biệt là đường lưỡi bò, là một thủ đoạn hết sức thâm độc. Và tất cả các hình thức đó khi bị phát hiện đều đã bị gỡ bỏ.
Vậy thì hình ảnh của Thiên Địa Hội Nghĩa Hòa Đoàn dù được sửa bằng cách thay tên nhưng thông điệp của nó đã được truyền tải tới rất nhiều người dân Việt Nam. Điều này thật sự nguy hiểm. Xin nhắc lại một lần nữa, một tác phẩm điện ảnh chỉ được đánh giá cao về giá trị khi nó nêu bật được bản sắc văn hóa, tính dân tộc, đặc biệt là phim làm trong giai đoạn lịch sử Việt Nam bị đô hộ, thì tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm luôn được chú trọng. Một nghịch lý là mặc dù Đất Rừng Phương Nam phiên bản 2023 đã bị phản ánh dữ dội của dư luận về trang phục, về xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế của Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn. Tuy nhiên, sau 3 ngày trình chiếu, tổng doanh thu phim đã đạt 45 tỷ đồng. Điều nghịch lý ở chỗ có lẽ bộ phim càng bị phê bình, càng bị kích thích trí tò mò của khán giả. Chỉ cần khán giả tò mò đến xem thì ekip làm phim đã đạt tiêu chuẩn kép về cả doanh thu cũng như xuyên tạc lịch sử. Xin nhắc lại là ý kiến của tiến sĩ Hà Thanh Vân, đó là tốt nhất nên đổi tên phim Đất Rừng Phương Nam thành phim Thiên Địa Hội ở Nam Kỳ. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc xin chia sẻ với quý vị một số thông tin liên quan đến bộ phim Đất Rừng Phương Nam phiên bản 2023 và những phản ứng của người dân trong nước về bộ phim này. Rất mong nhận được ý kiến của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.